Mọi người, thì hôm nay là ngày đầu tiên của tụi mình ở trong quân đội mọi người à. Tụi mình sẽ sinh hoạt và làm quen với giờ giấc ở trong đây luôn. Và bây giờ mới làm 14 giờ chiều thôi. Và tụi mình vừa mới tới đây luôn. Và bây giờ phải nhen nắng ở ngoài trời mọi người à. Thì bọn mình sẽ có trang phục là ai cũng mặc đồ đen hết đó mọi người. Xung quanh ở đây kiểu toàn là cây cối thôi mọi người ơi. Vừa mới tới nơi luôn á. Cô ấy đi theo chân mẹ cha. Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Đâu ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vũ vơ nhanh quá đâu nghĩ tưởng từ đêm dài như thế. Nhớ bà ngon không? Bỏ chết bà luôn. Ngon không mọi người? Mọi người ăn chăm chú vậy? Đây là bữa ăn đầu tiên của tụi mình ở đây luôn mọi người. Không biết là ngủ có được hay không chứ ăn là thấy cũng được rồi đó. Nhiều vậy anh? Ăn nhiều vậy? Qua đây. Không biết. Em ăn đúng không? Không, vợ không ăn. Em ăn. Không. Ây da, bây giờ mới là 10 giờ tối thôi mọi người. Nhưng mà mình phải đi ngủ thôi. Đi ngủ thôi, mai sẽ là một ngày nữa ở đây. À, hôm nay là ngày thứ 2 ở quân đội, chân mình đau quá. Mới có 7 giờ kém mà phải dậy rồi mọi em, người. Em có quên gì không? Không. Có quên cái gì không? Không. Có quên gì đâu. Quên cái gì quan trọng không? Không. Hôm qua anh gõ cửa phòng vợ làm gì? Rồi bụng chết mồ. 2 giờ sáng đi qua gõ cửa, 3 giờ chứ đi qua gõ cửa mình tưởng ma mọi người. Mà gọi không kêu thì không trả lời. Hôm nay bọn mình sẽ ăn mì tôm trứng. Gu của quốc này nè. Mì nè. Mì trứng đó. Điên. Thôi sáng nay tụi mình trứng nha mọi người. Wow. Trứng rất là nhiều. Hai tụi mình sau khi ăn sáng thì bị nhốt trong xe luôn. Bỏ nhốt trong xe luôn mà anh lòng. Quốc còn đang kìa không biết. Ây da, hai bọn mình bị nhốt trong xe, còn Quốc với lại là Dũng thì đang ngồi ở phía đằng kia mọi người. Mình không biết là lý do tại sao luôn ý, khi nào mình mới được ra đây. Mình biết bạc là mình bị nhốt ở trong xe nhưng mà bạc còn cười vào mặt mình nữa chứ. À, màn đó là để chia cặp đó mọi người. Mình và Gao Bạc, Hà Thảo Linh và Bismin. Tiếp theo là AX và chị Thảo. Và bây giờ sẽ là màn thi đấu giữa các cặp mọi người à. AX và chị Thảo sẽ thi trước. Ui, rất là khó khăn luôn á mọi người. Phải leo lên trên kia, sau đó là phải leo xuống lại. Nhìn rất là cực khổ luôn nghi. Và bây giờ là đến vị trí của Linh. Linh sẽ đi đường này. Nhưng mọi người tiếp sức đằng kia thì BSman đằng kia. Tụi mình vừa với thi đấu xong mọi người. Và cảm giác rất là mệt cơm các ba. Các ba vừa gánh anh đó nha. Vừa chạy hết sức vừa xích gãy chân luôn á. Sao mà anh buồn vậy? Vừa cố gắng hết sức hồi nãy các ba xích nữa té luôn mọi người. Còn mình thì mình không té nhưng mà mình xích nữa gãy chân. Cuộc sống mà. Nhưng mà mình là mình đã cố gắng hết sức để mà gánh bao bạc tạ nặng kinh khủng không những trong game mà còn ở ngoài đời nữa mọi người. Bây giờ sẽ là đợi mọi người phỏng vấn ở đằng kia xong thì tụi mình sẽ đi ăn, sau đó đi ngủ trưa, sau đó là chiều sẽ lắp ráp súng. Lên bờ tông. Xem mè, xem mè. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn. Ăn ăn gì? Ăn lẩu. Lẩu gà, lẩu gà không qua. Lẩu gà hầm mông. Đây, đây là bữa trưa của tụi mình có cá. Hôm nay mình được ăn cá chiên, cá chiên. Ăn và về đi ngủ trưa thôi nào. Cái đầu cá luôn. Ôi, món canh của tụi mình rất là đặc biệt luôn. Một cái đầu cá. Cá chả bùa. Eo. Cá chả bùa. Cá chả bùa. Tụi mình sẽ đi rắp rắp súng nhưng mọi người ngủ dậy luôn. Mặt ai cũng bơ phờ hết trơn á.
bây giờ khá là nắng luôn á mọi người, nắng kỳ luôn nên mình sẽ đội nón gao mọi người. Trời khá là nắng luôn á mọi người. Và bây giờ tụi mình phải đi ra một vùng đất không có cây cối. Đó. Ây da, hôm nay tụi mình sẽ tập lắp ráp súng và tập nhắm súng AKMX nha mọi người. Ui, kìa bạc thân vậy. Tối nói chuyện luôn mọi người, có vẻ như anh bộ đội khá thân thiện. Đi xa xa đằng kia là một chiếc xe tăng mọi người à. Ở đây có cả xe tăng là mình sẽ phóng to lên cho mọi người thấy kỹ. Ui, được thế nhờ. Bây giờ bọn mình phải từng lần lượt từng ngồi để vào tập tư thế cầm AK để chuẩn bị cho ngày mốt tụi mình sẽ đi bắn đạn thật mọi người. Cầm AK đạn thật luôn, không biết là nó có khác gì so với trong game không nữa. Bây giờ là 5 giờ kém rồi mà mình vẫn chưa được về. Bây giờ còn phải thi lắp súng nữa mọi người à. Mệt muốn chết luôn. Khi nào mới được về đây? Chưa set up xong súng luôn mọi người. Đằng sau đang set up súng. Không biết mấy nào được mới được về. Nói một kêu. Nani? Mình mới ráp súng xong mọi người, đau tay dã man luôn. Ráp 3 khẩu súng liền luôn á mọi người. Mình là người ráp vào, còn Quốc là người tháo ra, cực luôn á. Đau hết cả tay. Bây giờ mình sẽ về mình tắm, mình sau đó là mình sẽ đi ăn, sau đó là mình sẽ đi ngủ và mai lại phải bơi. Hồi nãy do ai? Hồi nãy mọi người cho bạc bảo là để nó làm. Em làm chậm á, cuối cùng cho bạc gà. Cho bạc làm chậm hơn cả mình nữa. Đúng không? Tính ra là mình vừa trong game á, bắn nhau mình cũng phải gánh cho bạc. Tới lỗi là lắp ráp súng cũng phải gánh cục tạ này luôn mọi người. Ba. Đây là bữa ăn tối của team anh. Hôm nay mình tập luyện rất là mệt mỏi, đau hết cả người luôn mọi người. Ăn xong thì tụi mình sẽ về ngủ thôi. Cái này gọi là gì? Bì chả. Bì chả hậu tu đợt phiếu. Đây là thành quả của chân mình sau 3 ngày đi tập luyện ở quân đội. Má ơi, hồi chiều còn làm 11 đường nữa chứ, đau kinh khủng luôn. Phần 1 đến đây là kết thúc nha mọi người. Mọi người hãy cùng chờ đón đến phần 2. Cô bộ đội, cô Ngân TV. Mình sẽ ra sớm cho mọi người xem nha.